Thưa quý vị, mạng xã hội những ngày qua đang lan truyền thông tin về biến thể Omicron mới gây dịch Covid-19 độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỷ lệ tử vong cao hơn. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định đây là tin giả. Theo đó, Bộ chưa nhận bất kỳ thông báo nào về biến thể mới của Covid-19 như trên. Tổ chức Y tế Thế giới cũng chưa có các cảnh báo với nội dung như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nên quan mang lo lắng trước những thông tin không chính xác Tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, người dân không nên chủ quan mà vẫn nên tiếp tục thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế về việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.